kia. Giới thiệu với anh em đây là clip số 44 nhá. Con còi này nhá, con mồi xịn luôn đấy. Đang cho nó nghỉ, nó ốp sang đây tí xem là nó thử cái con non này xem nó có chơi. Nhưng mà con non này cũng con còi này thì là mồi già rồi. Còn con non này thì đang đang thử xem là nó lên được hay không. Đây đây là con còi nhá. Anh em chơi cũng được, chơi dạn được, chơi mồi cũng được nhá. Clip số 44 0163530592. Hình thức hình hài con còi là như thế này đây. Alo. Alo. Vâng, em Lộc ở dưới Bắc Giang. Rồi. À, cái đôi trứng anh gửi cho em lỡ rồi. Lỡ rồi à? Vâng. Lỡ cả hai con luôn à? Vâng ạ. Ôi giời, chúc mừng chú, chúc mừng chú. Vâng. Cái đôi bố mẹ của nó là giọng gì đấy ạ anh ơi? Ôi giời, chim quanh toàn giọng hay thôi, toàn giọng khổ thôi. Thế thì em mới phải hỏi cho người. Nhìn con đẹp không? Nó mới lở hôm nay, hai con đều lắm. À thế à? Thế thì vâng, cho cắm cò và cho nó ăn nhá. Thì mình con cò nó vâng, hạt nhỏ nhỏ nó bớm nhá. Nó cứ đừng ngó nghiêng nhiều, cứ để nó vâng, tự nhiên thôi. Vâng, thì em thấy lở cái này em cho cắm vào cho nó mẹ nó bớm mà. Thế vâng, được. Vâng. Được. Hôm nào có ấy này ấy anh lại gửi trứng lên cho. Đây này đang rồi, có rồi, nhiều okay, trứng. Ừ. Vâng. Chính bán trứng là dễ bán cho anh em rồi, cùng chơi. Rồi. Vâng ok, rồi là em cần em lại điện cho nhá. Đấy thế là chuẩn nhá. Mới đầu là cứ rồi, bảo trứng nọ trứng kia rồi lỡ con rồi là thế là hết đáp vâng, rồi nhá, hết mỹ mãn rồi nhá. Rồi vâng. Chỗ nào Bắc Giang đấy? Chỗ nào Bắc Giang? Vâng. Em ở Tân Yên Bắc Giang. À rồi ok. Có vâng, đi alo nhá rồi, anh em chưa dài. Rồi. Vâng.